Con à, đợi đến khi con ra đời, mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức đem đến cho con những gì tốt nhất. Triệu Thu Nguyệt, cô làm gì vậy? Đương nhiên là tôi muốn. Từ từ xử lý chị rồi. Cô điên rồi. Trần Ngọc Nhi à, sợ đến vậy sao? Tôi muốn khiến chị phải đau khổ hơn nữa. Cô dám làm thế với tôi? Cô không sợ Tô Đức Cường sẽ không bỏ qua cho cô sao? Chị coi tôi là đồ ngốc sao? Tô Đức Cường sớm đã ly hôn với chị rồi. Anh ta đã bỏ rơi chị rồi. Cô đều biết cả rồi, sao còn đối xử với tôi như vậy chứ? Bởi vì chị đã cướp đi anh Tô Chiến của tôi. Cô thật đáng thương. Tôi đáng thương. Tôi trái lại muốn xem. Để chị đói bụng 3 ngày 3 đêm không cho chị ăn cơm, hai chúng ta ai đáng thương hơn? Cũng không biết là sinh mệnh nhỏ trong bụng chị có thể sống đến lúc đó hay không đây. Cô thật độc ác, đến cả một đứa nhỏ cũng không tha. Triệu Thu Nguyệt, Triệu Thu Nguyệt, cô thả tôi ra. Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân mất tích rồi. Cái gì cơ? Đến nhà Tô Chiến. Tô Chiến. Anh, cậu chăm sóc cho Ngọc Nhi thế sao? Ngọc Nhi mất tích rồi. Cái gì? Ngọc Nhi mất tích sao? Tô Chiến, tôi nói cho cậu biết, nếu như Ngọc Nhi gặp chuyện gì không may, tôi nhất định không tha cho cậu. Mau đi tìm xem Ngọc Nhi đang ở đâu. Mau. Tôi muốn uống nước. Triệu Thu Nguyệt, xin cô hãy tha cho tôi. Tôi với Tô Chiến không có quan hệ gì cả. Trần Ngọc Nhi, chị nghĩ những gì chị nói tôi sẽ tin sao? Phải rồi, chị Ngọc Nhi đã mấy ngày rồi không được uống nước. Nếu như chị cầu xin tôi, tôi có thể miễn cưỡng cho chị một ngụm. Cô đừng có quá đáng. Vậy mà là quá đáng sao? Còn những cái quá đáng hơn nữa kìa. Chờ tôi trở thành bạn gái của Tô Chiến, đến lúc đó tôi sẽ mang thai con của anh ấy. Con, đến lúc đó mọi thứ của Tô gia đều thuộc về gia đình chúng tôi. Triệu Thu Nguyệt, tôi xin cô, cho tôi miếng nước đi. Chị nói gì? Nói to lên, tôi không nghe thấy. Triệu Thu Nguyệt, tôi xin cô, cho tôi miếng nước. Nói to nữa, tôi không nghe thấy. Triệu Thu Nguyệt, tôi xin cô đấy, cô cho tôi miếng nước đi. Trần Ngọc Nhi, tôi còn nghĩ chị khỏe lắm. Vậy thì không được rồi.
Trần Ngọc Nhi, muốn uống nước à? Đừng có mơ. Không đúng là bị điên. Tiện nhân, chị còn dám chống cự. Cô sẽ phải trả giá. Chị nghĩ tôi sẽ sợ sao? Không được, mình phải sống sót ra khỏi đây. Đứa bé trong bụng mình còn chưa ra đời. Em gái à, chị cầu xin em, chị xin em tha cho chị đi. Chị đảm bảo, nếu hôm nay em thả chị ra, chị sẽ lập tức rời khỏi đây. Chị sẽ đi thật xa, chị sẽ không bao giờ gặp lại Tô Chiến nữa, được không? Đừng có mơ. Chị không được phép rời khỏi đây. Chị xin em đấy, làm đi. Vâng, chị van xin em. Em tha cho chị đi. Tha cho chị đi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à. Ngọc Nhi. Đức Cường. Ngọc Nhi. Đức Cường. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à. Ngọc Nhi, dậy đi. Ngọc Nhi. Thiếu gia. Thiếu gia, nhanh lên. Mau đỡ thiếu gia lên xe đưa đi bệnh viện. Ngọc Nhi, con của tôi. Cô yên tâm, bác sĩ nói rồi, đứa bé vẫn ổn. Tô Chiến, tối qua cậu đã cứu tôi sao? Xem ra Ngọc Nhi không nhớ về chuyện tối qua. Là tôi đã cứu cô. Cô bị ngất xỉu trong kho cháy rất lớn. Phim được dịch cảm ơn cậu và lồng tiếng tại phim châu Á. Nếu không có cậu giúp, tôi và đứa bé e rằng đã. Được rồi, đừng nghĩ đến nữa. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua cơm cho cô. Vương Cường, dụ Ngô Linh đến đây. Với lại, cho thêm một vài phóng viên đi theo cô ấy. Nói với bọn họ, tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị, vì cứu cô Ngô Linh, phải vào phòng điều trị tích cực. Vâng ạ. Bác sĩ,
tình hình thiếu gia nhà tôi sao rồi? Sao vẫn chưa tỉnh vậy? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là hít phải quá nhiều khói nên sẽ yếu ớt một thời gian, cần ở lại thêm 2 ngày để quan sát. Nếu không vấn đề gì thì có thể xuất viện. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tô tổng sao rồi? Tình hình bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói không có gì đáng lo cả, cần ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa. Vậy thì tốt rồi. Sao cô biết thiếu gia nhà chúng tôi ở đây vậy? Không phải cậu gửi tin nhắn bảo tôi đến sao? Tôi gửi tin nhắn cho cô khi nào vậy chứ? Cái gì? Cô Ngô, lần này Tô Tổng liều mạng cứu cô cảm thấy như thế nào ạ? Bây giờ tình hình của Tô Tổng thế nào rồi? Đợi sau khi Tô Tổng hồi phục thì hai người có dự định kết hôn không? Thật ngại quá, bây giờ tôi không thể trả lời được. Ngọc Nhi, Tô Chiến, cậu sao thế? Ngọc Nhi à, A Thi, thực ra là anh trai tôi, anh ấy biết cô bị bắt cóc, nhưng Ngô Linh cũng bị bắt cóc, anh ấy đã chọn đi cứu Ngô Linh. Thì ra trong lòng anh ta, Ngô Linh quan trọng hơn. Cô đừng quá đau buồn. Chắc là anh tôi, anh ấy không có cố ý đâu. Tôi biết mà, chỉ là anh ta không hề yêu tôi thôi. Đừng buồn nữa, không tốt cho đứa trẻ đâu. Con ơi, hy vọng sau này con không trách mẹ, một mình mẹ cũng có thể chăm sóc tốt cho con. Ngọc Nhi, cô có từng nghĩ sẽ ra nước ngoài sống chưa? Ra nước ngoài sống sao? Chưa nghĩ qua. Thực ra đi nước ngoài có thể cho con cô một môi trường giáo dục tốt. Cô có thể bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi mới. Tôi tạm thời không có dự định đi nước ngoài đâu. Cái này không vội, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tiểu thư, Trần Ngọc Nhi vẫn còn sống, được người ta cứu rồi. Bây giờ Tô Chiến đang ở bệnh viện cùng cô ta. Cái gì? Phim được dịch, thuyết minh và đồng tiếng tại phim châu Á. Tiếp tục theo dõi chị ta cho tôi. Chỉ cần chị ta ở một mình thì phải lập tức thông báo cho tôi. Vâng. Trần Ngọc Nhi, tôi sẽ không tha cho chị đâu. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi. Để tôi. Thiếu gia vẫn còn hôn mê trong phòng bệnh, cô qua thăm anh ấy đi. Người mà thiếu gia nhà các cậu muốn gặp là Ngô Linh, chứ không phải tôi. Thiếu phu nhân, cô hiểu lầm rồi. Thiếu gia và cô Ngô Linh là trong sạch. Hứa Bình, cậu cho rằng cô nam quả nữ nằm trên giường với nhau là trong sạch sao? Thiếu phu nhân, thiếu gia thực sự vì để cứu Hứa Bình. Ngọc Nhi vừa tỉnh, bây giờ vẫn chưa chịu nổi kích động đâu. Cậu nên quay về, chăm sóc cho anh tôi thật tốt đi. Đi. Ngọc Nhi, cô nghỉ ngơi một lát đi. Tôi có chút việc gấp, phải quay lại công ty trước. Cậu đi đi, tôi ở một mình được mà. Vậy cô chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Tôi đi đây. Mấy người là ai? Thả tôi ra. Tôi là thiên kim của Triệu gia đấy. Ba tôi mà biết sẽ không tha cho mấy người đâu. Anh Tô Chiến, sao anh lại cho người bắt cóc em vậy? Triệu Thu Nguyệt, cô có biết Ngọc Nhi là người của tôi không? Sao cô dám ra tay với cô ấy? Anh Tô Chiến, chuyện này có phải có hiểu lầm rồi không? Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Anh Tô Chiến, em biết ngay là trong lòng anh vẫn có em mà.
Hôm nay tôi mời cô đến đây là để cảnh cáo cô. Trần Ngọc Nhi bây giờ là người của tôi. Đừng nghĩ trò làm bậy với cô ấy nữa. Lần này xem như cô bắt cóc cô ấy là vì tôi. Tôi sẽ không tính toán với cô nữa. Anh Tô Chiến, Trần Ngọc Nhi thì có gì tốt chứ? Chị ta đã ăn nằm với Tô Đức Cường rồi. Chỉ có em vẫn còn trong trắng thôi. Câm miệng. Cô ấy ăn nằm với Tô Đức Cường thì đã sao nào? Tôi không để tâm. Phim được dịch, thuyết minh anh Tô Chiến tiếng tại phim châu Á. Anh để tâm đến em có được không? Em tốt hơn Trần Ngọc Nhi gấp trăm ngàn lần. Cái chị ta biết, em cũng biết vậy. Triệu Thu Nguyệt, tôi nói lại với cô lần cuối nhé. Trần Ngọc Nhi bây giờ là người của tôi. Nếu cô lại bày trò làm hại cô ấy lần nữa, tôi sẽ lập tức tiễn cô đi đấy. Nhất định do chị ta giở thủ đoạn. Anh Tô Chiến, em sẽ chứng minh cho anh thấy em tốt hơn Trần Ngọc Nhi gấp trăm ngàn lần. Thiếu gia, anh tỉnh lại rồi. Hứa Bình, Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi, cô ấy sao rồi? Thiếu gia, phu nhân không sao cả, vẫn khỏe ạ. Không được, tôi phải đi thăm cô ấy. Tôi bị sao thế này? Thiếu gia, bác sĩ nói anh hít quá nhiều khói nên mấy ngày nay vẫn còn yếu. Tôi vẫn ổn. Chúng ta đi thăm cô ấy trước. Thiếu gia, hay là tôi đưa anh xuống công viên dưới lầu đi vòng vòng nhé. Thiếu phu nhân vẫn còn hiểu lầm anh, e là. Đưa tôi đi. Vâng. Ngọc Nhi, anh sao thế? Anh đúng là Tô Tổng, có thể làm mọi thứ vì cô Ngô nhỉ? Cái này liên quan gì đến Ngô Linh chứ? Tô Đức Cường, anh giả ngốc có vui không thế? Tôi và Ngô Linh đều bị bắt cóc cùng lúc. Cuối cùng anh đi cứu Ngô Linh. Tôi mới là vợ anh đấy. Ngọc Nhi, sao có thể vậy được chứ? Ngô Linh không hề bị bắt cóc. Hơn nữa người anh cứu chính là anh. Anh vì cứu cô Ngô mà phải vào nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ cả cõi mạng đều biết rồi. Ngày mai lúc 8 giờ sáng gặp nhau ở cục dân sự. Chúng ta sẽ ly hôn. Anh biết. Bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng thôi. Nhưng mà anh sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh rằng mình vô tội. Anh tìm bằng chứng gì hả? Em đã tận mắt nhìn thấy hai người nằm trên giường. Ngọc Nhi, đôi khi tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật. Dù sao anh sẽ chứng minh cho em thấy. Hứa Bình, chúng ta đi thôi. Cô đừng buồn. Tôi có mua ít hoa quả. Cô đang mang thai, ăn hoa quả sẽ tốt cho sức khỏe. Tô Chiến, cậu nói xem có phải tôi đã hiểu lầm anh ấy không? Lúc chúng tôi mới kết hôn, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Tôi hiểu rõ anh trai mình. Anh ấy thích cô Ngô. Cũng đúng. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Phải rồi, về việc đi nước ngoài, cô nghĩ đến đâu rồi? Tôi vẫn chưa nghĩ về chuyện đó. Không cần vội, cứ từ từ nghĩ. Đợi đã, chuyện này Tô Chiến không thể thoát khỏi liên can. Hứa Bình, cậu đi điều tra xem, nhân tiện tạo sức ép lên công ty của Tô Chiến, để cậu ta không có thời gian lo cho chuyện Ngọc Nhi. Vâng. Thiếu gia, anh đối xử tốt với phu nhân như vậy, vậy mà cô ấy lại. Không trách cô ấy được. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh đó cũng sẽ suy sụp. Thiếu gia, tôi quên nói với anh một chuyện. Trần Nhi nói từ nay về sau sẽ không làm bài hát ru.
Nói sau này anh đừng liên lạc với cô ấy nữa. Trần Nhi, Ngọc Nhi, Trần Ngọc Nhi, Hứa Bình, cậu đi điều tra cái cô Trần Nhi đó đi. Nói đi, có chuyện gì? Ông chủ, tình hình công ty bây giờ không mấy lạc quan, phải chịu sức ép từ phía Tô Đức Cường. Nguồn vốn của chúng ta sắp cạn rồi. Tô Đức Cường, ông chủ, chúng ta phải làm sao đây? Trong thẻ này có 100 triệu. Dùng số tiền này xoay sở trước. Dạ vâng, ông chủ. Ngoài ra, đi kiếm cho tôi một viên thuốc, rồi tìm một y tá cho Ngọc Nhi uống. Ông chủ, ý anh là tôi không thể để Ngọc Nhi sinh con cho Tô Đức Cường. Sau này chúng tôi sẽ có đứa con của riêng mình. Vâng, ông chủ. Mẹ, chuyện này đã thành ra như vậy, mẹ nói xem con phải làm gì bây giờ. Từ từ để mẹ suy nghĩ. Cái con nhỏ Trần Ngọc Nhi đó, bây giờ chỉ có mình nó trong bệnh viện. Chắc là Tô Chiến sẽ không dành 48 tiếng liền để ở bên chăm sóc nó đâu. Phải. Thế này đi, con cho mấy người đi qua đó bắt cóc nó về đây. Mẹ, ở bệnh viện sẽ bị nhiều người nhìn thấy đó. Con cho người khác làm, sợ cái gì? Sẽ không có ai lo chuyện bao đồng đâu. Mẹ, bắt cóc xong rồi sao nữa? Bắt cóc xong rồi thì giao lại cho con. Con muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nấy. Mẹ, con biết rồi. Vẫn là mẹ thương con nhất. Cô Trần, đây là thuốc bổ mà bệnh viện đã chuẩn bị cho cô. Uống cái gì đó. Triệu Thu Nguyệt, cô đến đây làm gì? Cô gái này, đây là thuốc bổ mà bác sĩ đã chuẩn bị. Hai cô cứ nói chuyện, tôi đi trước. Chị gái, chén thuốc này. Cô đang làm gì vậy? Đây là bệnh viện đấy. Tôi làm gì sao? Trần Ngọc Nhi, tôi sẽ tiễn cô lên đường. Đồ thần kinh. Cô đừng có làm loạn nữa. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Báo cảnh sát? Tôi đang giữ điện thoại của chị. Chị báo cảnh sát kiểu gì? Cô đừng qua đây. Tôi cứ qua đó rồi sao? Triệu Thu Nguyệt, chỉ cần hôm nay cô tha cho tôi, những gì cô đã làm với tôi lúc trước tôi đều sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng tôi không bỏ qua đấy. Đưa chị ta đi cho tôi. Buông ra. Cứu với, có người bắt cóc. Trần Ngọc Nhi, chị còn la lên nữa tôi sẽ họng chị ra đấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Để tôi xem chị sẽ làm gì được tôi. Quên đi, cũng chẳng có ích gì khi hại chị. Dẫn đi. Tôi không đi. Dừng tay. Các cô tính làm gì? Triệu Thu Nguyệt, cô muốn đưa Ngọc Nhi đi đâu? Chạy đi. Không được chạy. Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi. Bác sĩ, bác sĩ ơi. Bác sĩ, Ngọc Nhi sao rồi? Đầu của bệnh nhân bị va đập dẫn đến hôn mê, rất có thể sẽ bị mất trí nhớ. Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước. Phim được dịch Thuyết Minh tôi biết rồi. Tại phim châu Á. Ngọc Nhi, cô tỉnh rồi. Anh là ai vậy? Cô không biết tôi là ai à? Tôi không biết. Tôi là Tô Chiến.
Anh là chồng của em. Tô Chiến, chồng tôi sao? Đúng, là chồng của em. Anh thật sự là chồng tôi. Làm sao anh chứng minh được? Ngọc Nhi, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi. Giờ em đang mang thai đấy. Mang thai sao? Phải. Tôi có thai ư? Chúng ta đều rất mong chờ đứa con này đấy. Thật không ngờ rằng vào lúc này em lại gặp tai nạn xe. Nhưng may mắn con không sao cả. Nhân lúc Ngọc Nhi không nhớ chuyện trước đây, chi bằng mình đưa cô ấy ra nước ngoài sống. Ngọc Nhi, chúng ta còn lên kế hoạch cùng nhau ra nước ngoài sống nữa. Ra nước ngoài sống sao? Khi nào thế? Vào ngày mai. Tôi. Sao thế, Ngọc Nhi? Em không đồng ý à? Không phải. Tôi chỉ cảm thấy tôi chưa thật sự sẵn sàng. Vậy em nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Thiếu gia, hôm nay Triệu Thu Nguyệt đến bệnh viện bắt cóc thiếu phu nhân. Gì chứ? Nhưng cô ta không đạt được mục đích, thiếu phu nhân vẫn đang ở bệnh viện. Người đâu? Sao lại thế này? Thiếu gia, mau kiểm tra cho tôi. Là thật. Sao tôi cứ cảm thấy ở đây rất xa lạ vậy nhỉ? Vì em vừa mất trí nhớ. Cảm thấy không quen là chuyện bình thường thôi. Ông chủ, Ngọc Nhi, tối nay em ở đây, nghỉ ngơi trước đi. Anh phải đến công ty một chuyến. Được, mau đi đi. Về sớm nhé. Được. Đi. Anh sợ em ở nước ngoài không thích nghi được, vậy nên trang trí theo phong cách trong nước. Phim được dịch, thấy thế nào? Em thấy hài lòng nhà mới của chúng ta chứ? Hài lòng. Thiếu gia, thế nào rồi? Điều tra được tin tức của Ngọc Nhi chưa? Tô Chiến đưa phu nhân đi Mỹ rồi. Hiện tại chưa tra ra nơi ở cụ thể. Bây giờ cậu lập tức đặt cho tôi vé máy bay đến Mỹ ngay. Vâng. Ngọc Nhi, ăn nhiều chút. Em xem em gầy đi rồi. Không sao cả, cứ từ từ. À, lát nữa ăn xong em muốn ra ngoài đi dạo. Được thôi, anh đi cùng em. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi. Anh là ai? Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người. Thiếu gia, tra ra rồi, Trần Nhi và phu nhân đúng là cùng một người. Được, tôi biết rồi. Tô Chiến, anh thích con trai hay con gái thế? Miễn là do em sinh ra, anh đều thích. Ngọc Nhi, sau này em gọi anh là anh Chiến được rồi. Anh Chiến, Ngọc Nhi, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh, sau này chúng ta có thể sinh một đứa con của chúng ta. Đi thôi.
Alo. Phim được dịch, thuyết minh và nổi tiếng tại phim châu Á. Tạo áp lực cho công ty của Tô Chiến. Sau đó chuyển lời đến cậu ta. Nếu cậu ta không giao Ngọc Nhi ra, trong vòng một tuần, tôi sẽ khiến công ty cậu ta phá sản. Chủ tịch, gặp rắc rối rồi. Tô Đức Cường bên đó đang chèn ép công ty chúng ta. Hơn nữa, nói tôi chuyển lời. Nếu anh không giao Ngọc Nhi ra, trong vòng 7 ngày, công ty chúng ta sẽ phải phá sản. Tôi biết rồi. Tô Đức Cường, tôi chắc chắn sẽ không giao cô ấy ra. Tôi muốn xem thử anh khiến tôi phá sản thế nào. Ngọc Nhi, vợ ơi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Anh là ai? Ngọc Nhi, em không nhớ anh sao? Anh là chồng của em đây. Chồng ư? Đúng vậy, anh là chồng của em. Nói láo, tôi có chồng rồi. Ngọc Nhi, em không sao chứ? Anh ta có làm em bị thương không? Em không sao. Chắc anh ta nhận nhầm người thôi. Tô Chiến, cậu rốt cuộc đã làm gì? Tại sao cô ấy không nhớ tôi? Tô Chiến, người này là ai thế? Đây là anh trai anh. Anh có việc cần nói với anh ấy. Em đợi anh chút nhé. Được thôi, theo tôi qua đây. Cậu đã làm gì với Ngọc Nhi hả? Tại sao cô ấy không nhớ gì cả thế? Không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, Ngọc Nhi bây giờ là vợ tôi. Hơn nữa bây giờ cô ấy một khắc cũng không thể rời khỏi tôi. Cô ấy còn đồng ý sinh con cho tôi. Tô Chiến, cậu chán sống rồi à? Dù sao Ngọc Nhi cũng không thể ở bên cạnh anh nữa rồi. Tô Chiến, lập tức đưa Ngọc Nhi về nước. Nếu không tôi lập tức khiến công ty cậu phá sản đấy. Đưa Ngọc Nhi về nước cũng được thôi, nhưng cô ấy phải ở nhà tôi. Dựa vào đâu chứ? Nếu anh không đồng ý, cho dù tôi có bị phá sản, tôi cũng không đưa cô ấy về. Cậu đúng thật là biết tính toán mà. Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng cậu cũng phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Phim được dịch, để Ngọc Nhi làm trợ lý cho tôi. Phim châu Á. Được, tôi đồng ý. Chuyện là như vậy. Anh trai anh trước giờ luôn yêu thầm em. Anh ấy dùng mọi thủ đoạn để có được em. Anh ấy là loại người chuyên bịa đặt. Biết rõ hai chúng ta yêu nhau, vẫn quyết tâm chia cắt chúng ta. Em tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của anh ấy làm cho mê hoặc. Em biết rồi. Tốt lắm, em đi làm đi. Tô Tổng, anh tìm tôi có việc gì? Ngọc Nhi, cuối cùng em cũng quay về bên cạnh anh rồi. Kỳ lạ, tại sao mình cứ nhìn thấy anh ta như vậy thì lại đau lòng? Xin anh giữ tự trọng, tôi là vợ của em trai anh. Em bị cậu ấy lừa rồi. Anh mới là chồng của em. Anh đừng có nói xấu chồng tôi. Sao em lại không tin anh? Nếu anh không có việc gì khác thì tôi đi trước đây. Đồ vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Anh hôn vợ anh là phạm pháp sao? Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi không phải vợ anh. Đứng lại. Cô muốn gì? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Tô Đức Cường một chút. Cô tìm hiểu trước rồi hẳn nói là anh ta làm phiền tôi. Cô giỏi thì đi nói với anh ta, đừng có làm phiền tôi nữa. Thật là buồn cười. Chủ tịch mà thích cô sao? Phải đó. Sao không tự đi soi gương, xem bản thân mình ra sao?
Trước khi nói dối thì làm ơn nhìn lại bản thân mình trông như thế nào đi. Nếu như bây giờ cô xin lỗi tôi, nói không chừng sau này ở trong công ty tôi còn có thể lịch sự với cô. Cô có đang nhầm gì không vậy bà cô? Cô muốn tôi phải xin lỗi cô sao? Sao cô dám gọi tôi là bà cô chứ? Xem ra hôm nay tôi không đánh vỡ mồm cô. Dừng tay. Để tôi xem thử. Ở công ty này ai dám động đến người phụ nữ của tôi? Phim được dịch thuyết minh và đồng tiếng tại phim châu Á. Cô ta thật sự là vợ của chủ tịch à? Phu nhân chủ tịch trong lời đồn đây sao? Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Nếu em cứ vùng vẫy như vậy, anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ đấy. Hứa Bình, nữ nhân viên lúc nãy bắt nạt vợ tôi bị sa thải. Chủ tịch, tôi sai rồi. Anh đừng sa thải tôi. Tôi thật sự biết sai rồi. Trương Tuyết, đến phòng kế toán nhận lương đi. Cô bị sa thải rồi. Sao vậy? Sao lại ngơ người ra vậy? Anh tôn trọng tôi chút. Tôi là vợ của em trai anh. Em nói cái gì? Anh bỏ tôi ra. Đồ lừa đảo. Lừa đảo sao? Để anh cho em biết thế nào là lừa đảo. Anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra, buông ra. Ngọc Nhi, anh xin lỗi. Anh cặn bã. Những gì Tô Chiến nói quả thật không sai. Không được đến gần anh ta. Tra Nam, alo. Ngọc Nhi, em thấy công việc mới thế nào? Rất tốt. Anh trai anh có làm chuyện gì không hay với em không? Không có. Vậy thì tốt. Vậy em làm việc đây, em cúp máy nhé. Anh Tô Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bài học lần trước dạy cho cô vẫn chưa đủ sao? Anh Tô Chiến, lần này em đến là để giúp anh đó. Giúp tôi? Em nghe nói công ty anh đang gặp vấn đề về nguồn vốn. Triệu Gia chúng tôi có thể giúp anh, nhưng điều kiện là anh không được từ chối em. Có được không? Phim được dịch thuyết minh. Cô đang đùa cái gì vậy? Phim châu Á. Triệu Gia các cô làm gì có thực lực đó? Tất nhiên là có thể rồi. Anh Tô Chiến, anh cứ đồng ý với em đi. Chỉ cần anh đồng ý cho em có thể ở bên cạnh anh là được. Em sẽ bảo người của Triệu Gia lập tức chuyển tiền qua cho anh. Được thôi. Thiếu gia, phu nhân đã mang thai được gần 2 tháng rồi. Cái thai được phát hiện trong lần đầu cô ấy nhập viện. Cái gì? Nói như vậy là đứa bé trong bụng Ngọc Nhi là con của tôi, phải thưa thiếu gia. Nhưng tôi cũng điều tra ra rằng Tô Chiến từng mua chuộc một cô y tá để làm hại đứa trẻ. Nhưng mà cái lần Triệu Thu Nguyệt đến bắt cóc, may sao cô ta lại làm đổ chén thuốc đó đi nên mới giữ lại được. Tôi biết rồi. Ngọc Nhi, đi với anh đến gặp một người. Nhân lúc này có một số việc anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Tô Tổng, bây giờ là giờ tan làm rồi, tôi không muốn đi gặp ai với anh cả. Với lại anh cũng không có quyền bắt tôi đi. Ngọc Nhi, anh trai, anh làm gì với vợ tôi vậy? Anh thích cô ấy lắm sao? Tô Chiến, cô ấy là vợ của ai? Cậu không rõ sao? Anh đang nói cái quái gì thế? Ngọc Nhi, chúng ta đi. Tô Chiến, Ngọc Nhi, em bị đau bụng. Anh đưa em đến bệnh viện đi. Được.
Em không sao chứ, Ngọc Nhi, bỏ ra. Lưu manh. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, em tỉnh rồi. Tô Chiến, cậu. Ngọc Nhi, em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Con em sao rồi? Em yên tâm, đứa bé không sao. Đứa bé không sao là được rồi. Sao anh không nghe điện thoại đi? Cuộc gọi rác thôi, không cần quan tâm. Chứ không phải có cô gái nào gọi cho cậu à? Ngọc Nhi, em nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa anh lại đến thăm em. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Anh trai anh từ nhỏ đã có thói phong lưu. Bất cứ cái gì anh ấy thích thì đều muốn lấy làm của riêng mình. Em không cần chấp nhặt với anh ấy đâu. Em cũng cảm thấy rằng anh ta không phải người tốt. Anh, anh không ngờ đến đúng không? Ngọc Nhi bây giờ chỉ nghe lời một mình tôi. Ngọc Nhi, em nghỉ ngơi thêm đi. Anh ra ngoài mua cơm. Ngọc Nhi, cô là, cô không nhớ tôi sao? Tôi mất trí nhớ một thời gian trước, có nhiều chuyện tôi không nhớ được. Vậy cô còn nhớ chồng mình là Tô Đức Cường không? Cái gì? Ngay cả chuyện này cô cũng không nhớ sao? Chồng tôi không phải là Tô Chiến sao? Sao cơ? Tô Chiến? Không thể nào. Chồng cô rõ ràng là Tô, cô Ngô. Cô Ngô, lâu quá không gặp. E rằng trí nhớ của cô Ngô càng ngày càng kém rồi. Chồng của Ngọc Nhi rõ ràng là tôi mới đúng. Cô Ngô, những gì cô vừa nói là thật sao? Là thật mà, tôi chắc chắn. Chồng của cô chính là Tô, cô Ngô à? Em trai cô vẫn còn nằm viện à? Hay là tôi mang chút đồ đến thăm cậu ấy nhé. Tô Tổng, anh đến đây làm gì? Đại Minh Tinh Ngô, tôi đến để nhắc nhở cô, sau này đừng ăn nói lung tung trước mặt Ngọc Nhi. Nếu không, không ngờ anh lại là loại người như vậy. Tôi nhất định sẽ nói cho Ngọc Nhi biết. Nếu như tôi nhớ không nhầm, em trai cô sắp phải phẫu thuật rồi. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, anh không được đụng vào thằng bé. Tôi muốn làm gì sao? Nếu như Đại Minh Tinh Ngô phá hỏng chuyện tốt của tôi thì tôi cũng không ngại làm gì đó với em trai cô đâu. Tôi đến đây là để thông báo cho cô đấy. Cô Ngô, cô Ngô ơi, những gì cô vừa nói là thật sao? Ngọc Nhi, vừa rồi tôi chỉ là muốn đùa với cô chút thôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Phim được dịch cô Ngô và lồng tiếng tại phim châu Á. Cô Ngô này thật kỳ lạ. Anh nói xem có phải vậy không Tô Chiến? Ngọc Nhi, cô Ngô trước giờ luôn thích đùa giỡn như vậy đấy. Phải rồi, cô ta còn là bạn gái của anh trai anh. Cái tên Tô Đức Cường này đúng là cặn bã. Có bạn gái rồi còn động tay động chân với mình. Ngọc Nhi, anh là chồng em mà, sao em lại né tránh anh chứ? Em xin lỗi, có thể là do mất trí nhớ. Em luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng.
Anh đợi em. Đi thôi, về phòng ăn cơm. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi. Xin chào. Đáng ghét, lại không nghe điện thoại của tôi. Chắc chắn Trần Ngọc Nhi lại giở trò gì rồi. Alo. Bây giờ Tô Chiến và Trần Ngọc Nhi đang ở đâu? Tô Chiến đang ở bệnh viện với Trần Ngọc Nhi. Chị ta lại bị bệnh gì vậy? Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để Tô Chiến cứ phải ở bên cạnh. Chuyện này tôi chưa tìm hiểu ra. Để tôi xem. Trần Ngọc Nhi này lại bị bệnh gì nữa? Trần Ngọc Nhi, lâu rồi không gặp. Cô là... Chị không biết tôi sao? Khoảng thời gian trước tôi bị mất trí nhớ. Có rất nhiều chuyện tôi không nhớ được. Ngọc Nhi, em là em gái cùng cha khác mẹ với chị. Không lẽ chị ngay cả em cũng không nhớ sao? Em gái, chúng ta vốn là chị em thân thiết. Nhưng có một số chuyện xảy ra nên chị đã chuyển ra ngoài ở riêng. Thật không ngờ khi gặp lại chị lại ra nông nổi như thế này. Em đừng khóc mà. Chị chỉ bị mất trí nhớ thôi. Chị ơi, bây giờ chị đã khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi. Bác sĩ nói ngày mai chị có thể xuất viện. Ngọc Nhi, anh mang cho em này. Sao cô lại đến đây? Tô Chiến, anh cũng thật là... Chị gái em bị mất trí nhớ, sao anh không nói với em tiếng nào? Đúng vậy đó Tô Chiến, sao anh chưa bao giờ nói với em về em gái em và cả việc em có người thân? Anh làm chồng như vậy mà coi được hay sao? Cái gì? Chồng sao? Cô ra ngoài với tôi một lát. Phim được dịch Thuyết Minh. Làm gì vậy? Tại phim châu Á. Tôi cảnh cáo cô, không được nói với Ngọc Nhi những chuyện không nên nói. Nếu không, tôi sẽ lấy mạng của cô đấy. Triệu Thu Nguyệt, cô nghe rõ cho tôi, sau này không có chuyện gì thì đừng đến tìm Ngọc Nhi. Có việc cũng đừng đến. Tô Chiến, anh là của em. Em sẽ không để bất cứ ai cướp anh đi đâu. Anh vừa nói gì với em ấy vậy? Sao em ấy không vào thế? Cô ấy có việc đi trước rồi. Nghe lời khuyên của anh đi. Em gái của em trước đây đối xử tệ với em. Em đừng đến gần cô ta. Cái này, em ấy vừa nãy không nói với em như thế. Em chỉ cần nghe lời anh thôi. Anh sẽ không hại em. Chắc chuyện của Ngọc Nhi cô đã biết rồi. Tôi nghe nói cô đã lấy được đoạn phim ghi lại ở khách sạn và nhà hàng. Đúng. Nhưng bây giờ tôi chưa thể cho anh được. Tô Chiến, anh ta sẽ lấy mạng em trai tôi. Tô Chiến không có bản lĩnh đến vậy đâu. Chỉ cần cô đưa cho tôi đoạn phim, tôi có thể đưa em trai cô đến bệnh viện tốt nhất, tìm cho cậu ấy bác sĩ điều trị giỏi nhất. Được. Hy vọng Tô Tổng, anh nói được làm được. Yên tâm, tôi nói được làm được.
uống trà. Này, Ngọc Nhi, chúc mừng cô nhé. Không ngờ bây giờ cô đã trở thành thư ký của chủ tịch rồi. Anh là, cô không nhớ tôi à? Cậu nói xem, lúc chủ tịch sa thải Trương Tuyết, nói thư ký Trần là phu nhân của anh ấy, có thật không? Cho dù cô ta có phải phu nhân thật không, chúng ta cứ xem là thật, vậy là được rồi. Cách đây không lâu tôi bị mất trí nhớ, rất nhiều chuyện, không còn nhớ nữa. Phim được dịch, Quyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Cũng phải, dụ dỗ được chủ tịch, đúng là khác hẳn. Trong mắt không coi ai ra gì. Người ta có chủ tịch chống lưng rồi, không coi ai ra gì không phải rất bình thường sao? Các người đang nói gì vậy? Thư ký Trần, tôi không dám nhận cách gọi này của mấy người đâu. Có gì thì nói trước mặt tôi đây này, nói sau lưng tôi là ý gì đây? Không, không phải đâu. Thư ký Trần, cô hiểu lầm rồi. Đúng vậy, thư ký Trần, chúng tôi nói tới chuyện tan làm sẽ đi liên hoan ấy mà. Đúng. Ngọc Nhi, thư ký Trần, đừng giận nữa. Hai người họ sau này chắc chắn không dám nói xấu sau lưng cô đâu. Tôi nói các người biết, tôi chỉ mất trí nhớ chứ không phải kẻ ngốc. Nếu còn để tôi nghe thấy các người nói xấu sau lưng tôi sẽ xử lý các người đấy. Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì, bàn với họ xem tối nay ăn gì thôi. Cậu nói đi, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Nếu để tôi biết, cậu lừa tôi. Chủ tịch, vừa rồi hai người họ bàn tán sau lưng về thư ký Trần. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước lúc tôi sa thải Trương Tuyết, các người cũng có mặt mà. Não cá vàng hả? Hứa Bình, đưa bọn họ ra ngoài. Còn nữa, tuyệt đối đừng để tôi biết còn có người tái phạm. Dạ vâng thiếu gia, anh yên tâm, lần này tôi nhất định giải quyết triệt để. Đi theo tôi. Không sao chứ? Tôi bị trẹo chân. Thả tôi xuống đi. Chờ anh. Anh đi lấy giúp em dầu xoa bóp. Mặc dù rất cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi không muốn ở cùng với trai đẻo đâu. Trai đẻo sao? Anh buông tôi ra. Ngồi xuống trước đi. Ngồi xuống. Bỏ ra. Lưu manh. Ngồi xuống trước đi. Anh muốn làm gì? Em đừng cử động. Anh giúp em thoa thuốc. Tôi không cần. Nếu em còn động đậy lung tung, anh không khách sáo với em đâu đấy. Anh dám? Em xem anh có dám không. Anh khuyên em vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhẹ tay chút đi, ráng chịu chút là xong thôi. Đau không? Anh ta thế này trông đẹp trai phết nhỉ. Không được, cái gì thế? Sao mình lại có thể nghĩ đến tên đàn ông đã cưỡng hôn mình đẹp trai chứ? Anh xong chưa vậy? Được rồi. Vậy không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Anh Tô Chiến. Anh Tô Chiến, làm sao thế? Nhà họ Triệu chúng em vẫn đủ khả năng giúp anh mà đúng không? Anh đừng từ chối em nữa mà. Hơn nữa, Trần Ngọc Nhi nửa tiếng nữa chưa về đến đâu, sẽ không bị cô ta phát hiện đâu mà. Tôi hy vọng Triệu gia sẽ gửi tiền nhanh nhất có thể. Là thật. Nhìn thấy Tô Chiến cùng với em gái như vậy, sao mình lại không ghen thế? Đau không?
Cái quái gì vậy? Sao mình lại nhớ đến tên ca nam đó thế? Ngọc Nhi, vừa nãy không phải như em thấy đâu. Đúng đấy chị, tụi em không cố ý đâu. Chuyện đó chị không nhìn thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi nhé. Ngọc Nhi, anh Tô Chiến, Trần Ngọc Nhi vốn không thích anh. Cô ta vừa nãy thấy chúng ta như vậy lại chẳng ghen gì cả. Triệu Thu Nguyệt, cô cố ý đúng không? Em không có. Sao em có thể biết Trần Ngọc Nhi đang nhìn lén chứ? Tốt nhất cô thành thật chút đi. Ngọc Nhi, ba của con mình tuyệt đối không thể là người như vậy được. Ngọc Nhi, Trần Ngọc Nhi, thật ngại quá. Anh là... Tôi là Lão Triệu đây. Lão Triệu, cô không nhớ tôi à? Cô là nữ chính trong đoàn phim của chúng tôi. Nữ chính sao? Thời gian gần đây cô đi đâu vậy? À thì, đạo diễn à, thật ngại quá. Thời gian trước tôi bị mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa. Không sao, tôi nói cho cô biết. Cô có phát hiện ra? Chuyện là như thế đấy. Thì ra là như vậy. Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cô quay lại đoàn phim với tôi đi. Chúng ta còn phải quay thêm 3 ngày nữa. Quay xong cảnh này nữa thôi là có thể đóng máy rồi. Được thôi đạo diễn. Sao Tô Tổng không đi cùng cô vậy? Tôi nghĩ bây giờ anh ta đang bận tán tỉnh cô gái khác rồi. Không thể nào. Tô Tổng hết mực yêu thương cô mà. Anh ấy không thể tìm người phụ nữ khác đâu. Hơn nữa lúc đó tôi nghe nói cô bị bắt cóc ra nước ngoài. Anh ấy còn đặc biệt ra nước ngoài tìm cô mà. Phim được nước ngoài sao? Minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Chúng tôi vẫn luôn ở nước ngoài mà. Ngọc Nhi, tôi còn có việc khác. Vậy mấy ngày nữa chúng ta gặp nhau ở đoàn phim nhé. Được thôi đạo diễn, tạm biệt. Ngọc Nhi, xin lỗi. Vừa nãy không như những gì em thấy đâu. Tô Chiến, em không giận gì cả. Ngọc Nhi, anh là chồng em. Chồng em hôn người phụ nữ khác mà em không tức giận sao? Xin lỗi nhé, Tô Chiến. Em đã thử rồi, nhưng em không hề nảy sinh chút tình cảm nào với anh cả. Không sao cả, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Chúng ta có thể vun đắp từ từ mà. Không thể nào. Em không thể để cho con của em có một người ba giống anh được. Ngọc Nhi, em nghĩ xem. Em không thể để đứa trẻ sinh ra mà không có ba được. Như vậy làm sao con lớn lên khỏe mạnh được chứ? Có đúng không? Em, Ngọc Nhi, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Có được không? Anh để em suy nghĩ thêm đã. Ngọc Nhi, anh nhất định sẽ khiến em yêu anh. Xin nghỉ 3 ngày để đi quay phim sao? Anh không đồng ý. Hơn nữa, đạo diễn Triệu nói với anh, cảnh quay của em cùng lắm một ngày là có thể quay xong rồi. Anh quen đạo diễn Triệu sao? Tất nhiên rồi. Lúc đầu là vì em tham gia bộ phim này cho nên anh mới đầu tư đấy. Ngọc Nhi, anh thật sự là chồng của em mà. Có bạn gái rồi còn nói là chồng người khác nữa. Đúng là ca nam mà. Ai nói với em là anh có bạn gái thế? Là Tô Chiến sao? Tô Tổng, chuyện tối qua tôi có thể không truy cứu, nhưng hy vọng anh sau này đừng làm vậy với tôi nữa. Nếu không tôi sẽ nói cho bạn gái Ngô Linh của anh biết đấy. Ngọc Nhi, nhà chúng ta ghen đấy à? Ai thèm ghen. Thần kinh. Ừ.
Tô Tổng, đạo diễn. Phim được dịch, Thuyết Minh Ngọc và Nhi. Đồng Tiếng tại phim châu Á. Chuẩn bị chút đi, chúng ta sẽ bắt đầu quay ngay đây. Dạ vâng đạo diễn. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị bắt đầu. Chị ơi, chuyện hôm qua, chị đừng giận em nữa, có được không? Chị không có giận. Nào, các bộ phận đều chuẩn bị xong rồi. Diễn viên vào vị trí. Hai cô đã chuẩn bị xong chưa? Mời mọi người vào vị trí. Tô Tổng, mọi người sang bên kia xem đi. Cô Ngọc Nhi, hai người đổi vị trí đi. Nào, các bộ phận chuẩn bị. Được, nào, chuẩn bị. Máy chạy. 3, 2, 1. Bắt đầu. Là cô đã hạ thuốc với Lục Quốc Trí đúng không? Là tôi thì sao nào? Nhưng tôi không ngờ tới anh ta thà tự hại mình cũng không đụng vào tôi. Người đâu? Bán cô ta vào động cho tôi. Vâng. Diễn rất tốt. Rất tuyệt. Trần Ngọc Nhi, xuống mồ đi. Này, trong kịch bản không có cảnh này. Coi chừng. Mau tránh đi. Ngọc Nhi, em không sao chứ? Hứa Bình, mau đuổi theo cho tôi. Vâng. Đáng ghét. Lần này lại để cô thoát rồi. Vừa rồi cảm ơn anh nhé. Ngọc Nhi, cô không sao chứ? Là do tôi sơ suất. Không sao. Lúc nãy anh đã cứu em. Hay là em mời anh ăn một bữa đi. Mời cơm thì được thôi. Nhưng mà Ngọc Nhi, như vậy đi được không? Chúng ta quay lại cảnh này nhé. Được thôi đạo diễn. Nào, các bộ phận chuẩn bị. Nói, là ai bảo cậu làm? Tôi nói liền. Là Triệu Thu Nguyệt đã mua chuộc tôi. Nói sau khi xong việc sẽ đưa tôi 1 triệu. Lại là Triệu Thu Nguyệt. Đưa cậu ta đi cho tôi. Cầu xin anh tha cho tôi. Tô Tổng à, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh nhé. Những chuyện quá đáng anh đã làm với tôi trước đây, tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Chuyện quá đáng gì vậy? Sao anh lại không biết? Anh... Được rồi, không đùa em nữa. Mau ăn đi. Món này là món em thích ăn nhất. Tôi có thể tự cấp được. Chuyện Ngô Linh là bạn gái của anh là Tô Chiến nói cho em biết phải không? Anh có thể thề anh không có bạn gái. Hơn nữa người kết hôn với anh khi đó chính là em. Sao có thể là tôi được chứ? Nếu như em không tin thì tối nay có thể kêu Tô Chiến lấy giấy đăng ký kết hôn của hai người ra xem thử. Vậy nếu như Tô Chiến thật sự có thì sao? Cậu ta không thể nào có được đâu. Chẳng lẽ Tô Đức Cường mới đúng là chồng mình sao? Mình có nên tin anh ta không? Ngọc Nhi à, anh cho em xem một đoạn phim. Một đoạn phim có thể sẽ khiến em hiểu lầm. Đoạn phim gì vậy? Giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì chứ? Anh à, anh và Ngọc Nhi đi ăn riêng như vậy không ổn lắm nhỉ? Tô Chiến à, tôi với vợ của mình ra ngoài ăn cơm, cần phải hỏi ý kiến của cậu sao? Anh trai à, tôi biết anh thấy Ngọc Nhi xinh đẹp nên muốn chơi đùa với em ấy một chút. Nhưng em ấy là vợ của tôi. Anh làm ơn tránh xa em ấy ra một chút. Ngọc Nhi à, anh đã nấu cơm ở nhà rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm nhé, đi thôi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi à, sau này em hãy cách xa Tô Đức Cường một chút. Anh ta là loại người gì? Anh biết rất rõ. Tô Chiến à, em có một chuyện muốn hỏi anh. Anh rốt cuộc có phải là chồng của em không?
Tô Đức Cường lại tẩy não em rồi sao? Vậy nếu anh thực sự là chồng của em, thì anh lấy giấy kết hôn ra cho em xem đi. Em vậy mà lại không tin tưởng anh. Em, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh rồi. Không sao. Vậy thì em cách xa anh ta ra là được. Em biết rồi. Tô Đức Cường à, lần này anh thua rồi. Vào đi. Ngọc Nhi, em đến rồi. Hãy xem đoạn phim này đi. Không cần đâu, tối hôm qua Tô Chiến đã giải thích rõ ràng cho tôi rồi. Tô Chiến, cậu ta lại nói cái gì với em nữa rồi? Tô Chiến đã cho tôi xem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm phiền tôi nữa. Em cứ như vậy mà tin vào lời của Tô Chiến nói sao? Anh ấy là chồng của tôi. Tôi không tin anh ấy thì tin ai đây? Phim được dịch chồng sao? Và lồng tiếng tại phim châu Á. Nực cười. Anh điên rồi sao? Không sai. Vì em mà anh thực sự sắp phát điên rồi. Không phải em nói anh là thằng điên sao? Anh làm cái gì vậy? Ngọc Nhi à, em đừng khóc. Xem ra Tô Chiến có thể sẽ vì công ty mà bỏ rơi Ngọc Nhi. Bây giờ chỉ cần để Trần Ngọc Nhi biết được giấy kết hôn là giả là được rồi. Alo, chị ơi. Alo, em là Triệu Thu Nguyệt. Sao thế, tìm chị có việc gì vậy? Em có một chuyện rất quan trọng, em muốn nói trực tiếp với chị. Vậy em đến công ty tìm chị nhé. Được ạ. Chị ơi, chị bị làm sao vậy? Không sao. Hôm nay em đến đây tìm chị là có chuyện gì vậy? Chị ơi, em có một chuyện muốn nói với chị. Em nói đi. Tô Chiến, Tô Chiến anh ta thực ra là bạn trai của em. Chị biết mà. Không đúng. Tô Chiến anh ta còn lừa chị một chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ em lại định nói thật ra Tô Chiến không phải là chồng chị sao? Sao chị biết được? Mọi người ở công ty đều nói như vậy. Nhưng mà Tô Chiến đã cho chị xem giấy đăng ký kết hôn rồi. Anh ấy thực sự là chồng của chị. Cái giấy đăng ký kết hôn đó là giả đó. Gì cơ? Cái tờ giấy kết hôn đó là em đã làm giả đó. Nếu như chị không tin thì em có thể chứng minh cho chị xem. Không thể nào. Tô Chiến anh ấy đối xử với chị tốt như vậy. Đừng ngốc nữa. Anh Tô Chiến đối xử tốt với tôi mới đúng. Gì cơ? Không có gì. Không phải là chị sắp tan làm rồi sao? Em sẽ đưa chị đến một nơi. Triệu Thu Nguyệt à, cô đưa tôi đến đây để làm gì? Anh Tô Chiến à, anh đừng có lạnh nhạt với người ta như vậy mà. Em nhớ anh lắm rồi. Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng. Anh Tô Chiến à, tiền của nhà em đã chuyển một phần cho anh rồi. Phần còn lại cũng rất nhanh sẽ đến thôi. Thu Nguyệt à,
Phải thanh toán trong vòng 3 ngày. Tôi đang cần gấp. Được. Đúng rồi, anh Tô Chiến à. Anh bảo em làm giả giấy đăng ký kết hôn. Trần Ngọc Nhi, tin rồi sao? Cô ấy tin rồi. Nhưng chuyện này, cô tuyệt đối không thể để cho cô ấy biết. Tô Chiến, thì ra trước giờ anh vẫn luôn lừa tôi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nghe anh giải thích đã. Tô Chiến, tôi đã rất tin tưởng anh, sao anh lại làm thế với tôi? Ngọc Nhi, mọi chuyện không như em thấy đâu. Ngọc Nhi, phải đó. Anh Tô Chiến, thực sự anh ấy không cố ý đâu. Chị nghe anh ấy giải thích đi. Triệu Thu Nguyệt, mọi chuyện là do cô mà ra. Anh Tô Chiến, em không có. Đúng rồi, là tôi kêu em ấy dẫn tôi đến đây. Tô Chiến, anh khiến tôi quá thất vọng. Ngọc Nhi, những điều anh làm đều vì em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Tôi không bao giờ tin lời của kẻ lừa đảo thêm lần nào nữa. Ngọc Nhi, anh Tô Chiến, Trần Ngọc Nhi thì có gì tốt chứ. Em lúc nào cũng ở bên anh, anh không thể để tâm đến em sao? Lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô sau. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Không bao giờ. Ngọc Nhi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Cho dù em không tha thứ cho anh, thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Em không thể để đứa bé được sinh ra mà không có ba được. Đứa bé trong bụng Ngọc Nhi vốn dĩ không phải là của cậu. Anh nói cái gì? Đứa bé trong bụng Ngọc Nhi chính là của tôi. Phim được dịch, thuyết minh và nổi tiếng tại phim châu Á. Thực hư chuyện này, trong lòng cậu biết rõ. Tôi không biết gì cả. Ngọc Nhi, em tin anh ta hay là tin anh? Vậy Tô Chiến à, anh nói xem, đứa bé trong bụng tôi rốt cuộc là của ai? Là của Ngọc Nhi. Đứa bé trong bụng em là của anh Tô Đức Cường này đây. Ngọc Nhi, em đừng tin anh ta. Anh ta chính là tên lừa đảo. Anh ta là tên lừa đảo sao? Vậy còn anh là gì? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à, Triệu Thu Nguyệt, đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Nếu như em vẫn không tin, anh có thể đưa em đến cục dân chính để kiểm tra. Phải rồi. Giữa anh với Ngô Linh không có gì cả. Em mới là vợ hợp pháp của anh. Chúng ta đã từng rất yêu nhau. Không lẽ tôi đã hiểu lầm anh suốt thời gian qua? Ngọc Nhi, em có nhớ thêm được gì nữa không? Không có. Tôi không nhớ được gì cả. Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ. Vậy nếu như tôi không bao giờ nhớ lại được, ngay cả khi em không thể nhớ lại được, thì anh vẫn có niềm tin khiến em yêu anh thêm một lần nữa? Tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu. Sau này anh không được tùy tiện ôm tôi, cũng không được tùy tiện hôn tôi. Được, anh đồng ý với em. Sau này anh sẽ không tùy tiện hôn em nữa. Chúng ta đi đâu vậy? Đi về nhà. Triệu Thu Nguyệt, Triệu Thu Nguyệt đâu? Anh Tô Chiến, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Không được nói cho Ngọc Nhi biết. Không phải em nói, là Trần Ngọc Nhi tự đi theo nên nghe thấy. Vậy sao? Phim được dịch, anh bỏ em ra đi. Tại phim châu Á. Em vẫn còn một khoản tiền chưa chuyển đâu đấy. Trong vòng 3 ngày, tiền phải được chuyển qua cho tôi. Lần này tôi tha cho cô.
tất cả là tại Trần Ngọc Nhi. Nếu không Tô Chiến sẽ không đối xử với mình như vậy. Mau bắt Trần Ngọc Nhi lại cho tôi. Tôi muốn chị ta phải biến mất. Vâng. Em thấy sao? Có thấy quen thuộc không? Rất quen thuộc. Nhưng mà tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Không sao cả. Không nhớ được gì thì chúng ta cũng không cần nhớ nữa. Em nghỉ ngơi trước đi. Chuyện đó có phải là em đang chủ động ôm anh không? Tôi không có. Là do anh đứng gần tôi quá. Không phải đã nói là không được tùy tiện hôn tôi sao? Anh đâu có tùy tiện hôn em. Anh là đang nghiêm túc hôn em mà. Thật vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ sao? Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa. Em có muốn thử không? Ai thèm thử với anh. Em ăn thêm nữa không? Đáng ghét. Đúng rồi. Lát nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu, chuyện nhỏ này tôi có thể tự đi được. Vậy anh kêu tài xế riêng chở em đi. Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự đi mà. Được thôi. Vậy nếu em có việc gì phải gọi cho anh đầu tiên đấy. Phim được dịch, thuyết minh. Thật kỳ lạ. Sao mình cứ có cảm giác bị ai đó đang bám theo. Lại để con nhỏ đó chạy mất rồi. Như vậy đi, chúng ta quay lại chỗ hồi nãy đợi đi. Chắc sẽ gặp lại thôi, đi. Ngọc Nhi, sao cô lại ở đây? Hôm nay tôi đến tái khám ấy mà. Cô hồi phục trí nhớ chưa thế? Vẫn chưa. Nhưng mà trước đây tôi từng cắt nhầm cô. Xin lỗi cô nhé. Không sao đâu. Tô tổng giải thích rõ ràng với cô là tốt rồi. Trước đây cô nói, trước khi tôi mất trí nhớ, Đức Cường rất yêu tôi. Trước khi cô chưa mất trí nhớ, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng vì hiểu lầm này có chút ồn ào cãi vã. Sau đó hình như cô bị mất trí nhớ rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé. Không có gì. Hy vọng cô có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ. Sau đó tin tưởng Tô tổng nhiều hơn. Tôi vào trước đây. Được. Sao thế? Hôm nay có tâm sự gì à? Hôm nay tôi bị theo dõi. Không sao chứ? Tôi không sao. Hai người đó ngốc quá trời, bị tôi cắt đuôi bỏ lại rồi. Hơn nữa, nếu tôi thật sự có chuyện thì đã không ngồi đây được rồi. Anh đi gọi điện thoại nhé.
Alo, kiểm tra giúp tôi. Hôm nay ai theo dõi Ngọc Nhi? Phim được dịch, Thuyết Minh vâng, thiếu gia. Tiếng tại phim châu Á. Tô Tổng, anh tìm tôi à? Sau này lúc không có người, em có thể gọi anh là chồng. Anh tìm tôi qua đây có việc gì thế? Cũng không có chuyện gì cả, chỉ muốn gọi em qua để ăn cơm cùng nhau thôi. Như vậy không hay đâu. Em là vợ anh, buổi trưa ăn cơm cùng nhau ở công ty. Sao thế? Đừng có động tay động chân với tôi. Anh mà như vậy nữa, tôi giận đấy. Vậy em tiếp xúc với anh, sao không có phản kháng gì vậy? Tôi Tô Tổng, đứng lại. Chuyện gì thế? Nói. Chủ tịch, hôm qua người theo dõi phu nhân là Triệu Thu Nguyệt cử đến. Triệu Thu Nguyệt sao? Em gái tôi. Vâng, phu nhân. Được rồi, tôi biết rồi. Vâng. Trước đây Triệu Thu Nguyệt cũng đã từng bắt cóc em, cô ta suýt lấy mạng em rồi. Sau này em tránh xa cô ta chút nhé. Tôi biết rồi. Triệu Thu Nguyệt. Đồ ăn hại. Việc còn con thế cũng làm không xong. Tôi sẽ tìm cơ hội khác ra tay, để mắt đến cô ta cho tôi. Vâng. Trần, Ngọc Nhi, cục cưng, đợi con chào đời rồi. Mẹ nhất định dành những thứ tốt nhất cho con. Alo, Tô Chiến, sao thế? Ngọc Nhi, anh biết sai rồi. Anh muốn xin lỗi trước mặt em. Xin lỗi thì không cần đâu. Em xem trong thời gian này anh không hề đối xử tệ với em. Em gặp anh một lần nữa, được không? Anh sắp phải ra nước ngoài rồi. Vậy được. Ngọc Nhi, ngồi đi. Đói bụng chưa nào? Em ăn trước một ít đi. Anh gọi tôi đến có chuyện gì? Phim được dịch, Thuyết Minh và lồng Ngọc Nhi tại phim châu Á. Anh biết sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa, có được không? Tô Chiến, anh lừa tôi lâu như vậy rồi, còn muốn tôi cho anh cơ hội sao? Ngọc Nhi, anh biết sai rồi mà. Bây giờ em cũng không có ký ức. Em cho anh một cơ hội, cạnh tranh công bằng đi. Được chứ? Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, nhưng trái tim nói với tôi rằng tôi có tình cảm với Tô Đức Cường hơn. Em và anh ta mới tiếp xúc được bao lâu chứ? Nếu anh gọi tôi đến chỉ để nói cái này thì tôi đi trước đây. Ngọc Nhi, anh cầu xin em, cho anh một cơ hội nữa, được không? Tôi đã nói rất rõ với anh rồi. Sao em không chịu hiểu thế? Vậy thì em đừng trách anh. Tô Chiến, cái đồ điên, anh mau thả tôi ra. Muốn anh thả em ra. Mơ đi cưng. Anh, chỉ có như vậy anh mới có thể giữ em bên cạnh anh thôi. Anh định nhốt tôi mãi sao? Ngọc Nhi của anh thông minh thật đấy. Nào, ăn cơm thôi. Tôi không ăn. Em có thể không ăn,
nhưng em phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Suy nghĩ đi. Đồ bệnh hoạn, anh bị thần kinh à? Chửi. Chửi đủ rồi thì ngoan ngoãn ăn cơm đi. Thế mới ngoan chứ. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không ra tay với con của em đâu. Anh dám. Em xem anh dám hay không. Anh. Thêm một miếng nữa. Được rồi, tối anh lại qua thăm em nhé. Phim được dịch Thuyết Minh. Đừng cử động lung tung. Phim châu Á. Em không thoát ra được đâu. Thiếu gia. Thế nào rồi? Tìm thấy Ngọc Nhi chưa? Tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy cậu quay về làm gì thế? Còn không mau đi tìm đi. Vâng. Tô Đức Cường, anh lại muốn làm gì nữa? Ngọc Nhi đâu? Sao mà tôi biết Ngọc Nhi ở đâu được chứ? Nếu không tin thì anh vào trong tìm đi. Cậu là loại người gì? Tôi còn không rõ sao? Rốt cuộc cậu có nói hay không hả? Tô Đức Cường à, tôi nói cho anh biết. Trước tiên, tôi không biết Trần Ngọc Nhi đang ở đâu. Hơn nữa cho dù là tôi biết, tôi cũng không bao giờ nói cho anh biết đâu. Anh. Có vẻ như anh đang gặp quả báo rồi đấy. Đừng chạm vào tôi. Trần Ngọc Nhi à, nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này, chẳng lẽ em không có một chút đau lòng nào sao? Đau lòng vì anh sao? Tôi thà thương xót cho một thằng ngốc cũng sẽ không thương xót anh đâu. Trần Ngọc Nhi, hôm nay anh đã gặp Tô Đức Cường. Anh đã đánh anh ta tơi tả. Tên bệnh này. Anh đã làm gì anh ấy rồi? Em chỉ biết đến mỗi anh ta thôi à? Đúng vậy. Tại sao? Tại sao chứ? Anh muốn làm gì vậy? Được lắm, thả tôi ra. Nếu như đã không có được trái tim của em, vậy thì anh phải có được thân xác của em. Anh muốn làm gì vậy? Đồ cặn bã. Tô Chiến, tôi van xin anh. Tô Chiến à, tôi van xin anh đó. Tha cho tôi đi. Thả tôi ra. Ngọc Nhi à, anh xin lỗi. Anh không nên làm như thế. Anh xin lỗi. Anh đi ra đi. Anh ra ngoài đi. Được. Được rồi. Phim được dịch anh sẽ đi ra. Và lồng tiếng tại phim châu Á. Mau đi đi. Được. Mau biến đi cho tôi. Biến đi. Anh đi đây. Cậu nói gì cơ? Tô Chiến đã bắt cóc Trần Ngọc Nhi lại sao? Tôi cũng mới điều tra rõ thôi, nên mới vội vã qua đây nói với cô. Anh Tô Chiến, tại sao lại bắt cóc Trần Ngọc Nhi chứ? Cậu có biết anh ấy nhốt Trần Ngọc Nhi
ở đâu hay không, đã điều tra rõ ràng rồi. Hiện đang ở trong một ngôi nhà nằm ở ngoại ô của Tô Chiến. Hiện tại Tô Đức Cường cũng đang tìm kiếm Trần Ngọc Nhi. Mạng của Trần Ngọc Nhi cũng lớn quá nhỉ. Đi, đưa tôi qua đó. Vâng. Ngọc Nhi à, xin lỗi em vì chuyện ngày hôm qua. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Để bồi thường cho em, anh đã cử người đi mua cho em quần áo để thay rồi. Anh phải về công ty trước, rồi sẽ đến thăm em sau. Đáng ghét, cái giường gỗ này sao lại cứng thế? Sao cô lại đến đây? Quả nhiên là chị ở đây. Cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến lấy mạng của chị rồi. Cô dám sao? Nếu như Tô Chiến biết cô lấy mạng tôi, thì anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Trần Ngọc Nhi à, chị coi tôi là đồ ngốc sao? Miễn là tôi không nói cho Tô Chiến biết, thì Tô Chiến vĩnh viễn sẽ không biết là tôi đã xử chị đâu. Triệu Thu Nguyệt, hai chúng ta làm một thỏa thuận đi. Chỉ cần cô thả tôi ra, tôi đảm bảo tôi sẽ ra nước ngoài, tôi sẽ rời xa Tô Chiến, có được không? Trần Ngọc Nhi, chị nghĩ rằng tôi sẽ để chị lừa tiếp sao? Chỉ cần hôm nay cô dám xử tôi, không chỉ có Tô Chiến sẽ không bỏ qua cho cô, mà cả Tô Đức Cường cũng sẽ không tha cho cô đâu. Trần Ngọc Nhi, cô lên đường đi. Không sao đâu, đừng sợ, anh đến cứu em đây. Cuối cùng anh cũng đến cứu em rồi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à, tôi sẽ xử chị. Triệu Thu Nguyệt, phim được dịch, tôi sẽ xử chị. Lồng tiếng tại phim châu Á. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi à, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à, em tỉnh rồi. Đức Cường, con của chúng ta, đứa trẻ không sao cả. Em yên tâm đi. Nhưng mà em cần phải nghỉ ngơi cho tốt trong một khoảng thời gian đó. Chồng à, em gọi anh là chồng sao? Vợ à, em đã nhớ lại rồi sao? Từ từ thôi, ngồi đi. Em xin lỗi, trước đây là em không tốt. Anh sẽ không trách em chứ? Đồ ngốc này, sao anh đỡ trách em được chứ? Vậy sau này chúng ta đều phải sống thật tốt đó. Anh Tô Chiến à, Triệu Thu Nguyệt, cô lại đến phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi. Ai cho cô cái gan thả Trần Ngọc Nhi ra vậy? Không, không phải em, là Tô Đức Cường tự tìm được mà. Cô nói xem, nếu tôi lấy con dao này làm vài nhát trên mặt cô,
thì sẽ thế nào đây nhỉ? Anh Tô Chiến, ông chủ, sợ rồi hả Tiểu Nguyệt? Tôi đùa với cô thôi. Hôm nay tôi gọi cô đến đây chỉ để hát karaoke. Phim được dịch thuyết minh đồng tiếng tại phim châu Á. Em biết mà. Trong lòng anh vẫn còn có em. Đừng khóc nữa. Sao lại khóc? Bởi vì em thấy vui mà thôi. Anh Tô Chiến, cuối cùng anh cũng chấp nhận em. Tiểu Nguyệt, lát nữa chúng ta về, cô chuyển hết cho tôi số tiền còn lại được không? Được. Đức Cường, anh đây là muốn làm gì thế? Ngọc Nhi, lâu rồi chúng ta không có. Thiếu gia, công ty của Tô Chiến thế nào rồi? Thiếu gia, đã làm theo lời anh nói, đã trấn áp rồi. Nhưng mà Triệu gia đã đưa hết tài sản cho Tô Chiến, cho nên công ty đó vẫn có thể trụ thêm một thời gian nữa. Cứ vậy mà làm tiếp đi. Trong vòng một tuần, tôi muốn Tô Chiến mất hết tất cả. Vâng thưa thiếu gia, đi đi. Anh Tô Chiến, bây giờ tất cả tài sản của Triệu gia em đều đã cho anh hết rồi. Thân thể của em cũng cho anh rồi. Sau này anh phải đối xử tốt với em đó. Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với cô. Vậy chúng ta khi nào thì làm tiệc đính hôn? Chuyện này không cần phải vội, đợi đến khi loại bỏ được Tô Đức Cường rồi tính. Vậy còn Trần Ngọc Nhi thì sao? Trần Ngọc Nhi là phụ nữ, tôi trước giờ không đánh phụ nữ. Cô cũng không được đụng vào cô ấy. Anh Tô Chiến, em biết rồi. Mình nhất định phải thủ tiêu Trần Ngọc Nhi. Nếu không Tô Chiến vẫn sẽ đi tìm chị ta. Em sao vậy? Không có gì, em cảm thấy em bé đang đá em. Con yêu, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nha. Nếu không sau này ba sẽ không thương con đâu. Anh ngốc thật đấy, em bé bây giờ không thể hiểu anh nói gì đâu. Ngọc Nhi, em muốn sau này con chúng ta là con trai hay con gái? Em hy vọng là một cặp sinh đôi, một trai một gái thì hay biết mấy. Không ngờ rằng lại có thể gặp chị ở đây. Triệu Thu Nguyệt, cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Sao tôi lại không dám? Tô Chiến bây giờ đã là bạn trai của tôi,
Chị tránh xa bạn trai tôi ra đấy. Ngọc Nhi nhà chúng tôi tiêu chuẩn không tệ đến thế đâu. Tô Đức Cường, anh đừng có quá đáng. Trần Ngọc Nhi, nếu chị còn dám quyến rũ bạn trai tôi nữa, chị biết hậu quả rồi đấy. Triệu Thu Nguyệt, đầu óc cô có vấn đề thì nên đi chữa đi. Thứ rác rưởi thế này, tôi không có hứng thú. Chị Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Chúng ta đừng chấp nhặt với rác rưởi nữa. Alo, Hứa Bình, giúp tôi tìm bằng chứng phạm tội của Triệu Thu Nguyệt và Tô Chiến đi. Vâng thưa thiếu gia. Đức Cường, có phải anh đang tính sẽ bắt bọn họ vào tù không? Anh sợ bọn họ sẽ làm hại em. Ngọc Nhi, anh thực sự rất sợ phải mất em thêm lần nữa. Đừng sợ, em sẽ không rời xa anh đâu. Thật không? Anh Tô Chiến, nhân lúc này vẫn còn sớm, sao chúng ta không? Ông chủ, Tô Đức Cường hiện đang điều tra các bằng chứng phạm tội của anh và cô Triệu Thu Nguyệt. Cái gì? Tô Đức Cường và Trần Ngọc Nhi, đôi cậu nam nữ đó thật là nham hiểm. Xem ra Tô Đức Cường hoàn toàn không quan tâm đến tình anh em giữa chúng tôi nữa. Anh Tô Chiến, chúng ta làm gì bây giờ? Điểm yếu lớn nhất của Tô Đức Cường chính là Trần Ngọc Nhi. Hay là chúng ta bắt Trần Ngọc Nhi đem nhốt lại, đe dọa Tô Đức Cường? Được. Vương Cường, cậu đi làm ngay đi. Dạ. Anh Tô Chiến à, cuối cùng thì bây giờ anh cũng nỡ ra tay với Trần Ngọc Nhi rồi sao? Trong khoảng thời gian này cô cẩn thận một chút, đừng lộ ra sơ hở để Tô Đức Cường nắm thóp được. Phim được dịch, thuyết em biết rồi, anh Tô Chiến. Vậy chúng ta Ngọc Nhi à, đừng xem nữa, anh đưa em ra ngoài ăn gì đó ngon ngon nhé. Ăn gì vậy? Ăn gì sao? Em muốn ăn món gì? Em muốn ăn trứng chiên cà chua và sườn xào chua ngọt do anh làm. Vậy thì chúng ta về nhà nhé. Được. Bên ngoài có rất nhiều người đó, họ muốn nhìn thì nhìn thôi. Em là vợ của anh, anh không ôm em thì ôm ai đây? Sao vậy? Ngọc Nhi à, em ở đây đợi anh một lát. Anh quên mang theo chìa khóa xe rồi. Anh đi lên lầu lấy nhé. Đợi anh nha. Đừng động đến cô ấy. Anh Tô Chiến à, đến bây giờ mà anh vẫn bảo vệ chị ta sao? Tôi bảo cô trói cô ấy lại, chứ không bảo cô đánh cô ấy. Anh Tô Chiến à, sau này anh sẽ hiểu thôi. Tất cả những gì em làm đều là vì anh cả đó. Alo, tiền mà tôi cần khi nào thì mới đến? Nếu đến trễ thêm một chút nữa thì anh cứ đợi mà nhặt xác Trần Ngọc Nhi đi. Triệu Thu Nguyệt, cô lại muốn làm gì?
Tất nhiên là tôi. Muốn đưa cô sang thế giới bên kia rồi. Cô sẽ gặp báo ứng đó. Phim được dịch Thuyết Tôi không quan tâm tiếng tại phim châu Á. Tôi chỉ quan tâm là tôi có thể ở bên anh Tô Chiến hay không mà thôi. Nếu hôm nay cô dám ra tay với tôi có mất mạng cũng sẽ không tha cho cô đâu. Cô đoán xem tôi có dám ra tay với cô hay không nào. Đúng rồi, đợi Tô Đức Cường đến rồi, tôi sẽ tiễn cô và anh ta lên đường cùng với nhau luôn. Dừng tay. Đứng yên đó. Lùi lại. Số tiền tôi muốn anh mang đến rồi chứ? Tôi đã mang tiền đến rồi. Vali quá nhỏ, không thể chứa nhiều như vậy được. Phần còn lại tôi đã chuyển vào tài khoản của Tô Chiến rồi. Tô Đức Cường, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi lừa cô để làm gì chứ? Nếu cô không tin thì có thể đến ngân hàng kiểm tra. Tiền đều ở đây cả rồi. Cô có thể thả người ra không? Tô Đức Cường à, anh cũng ngây thơ quá rồi. Anh cho rằng hôm nay tôi sẽ tha cho mấy người sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Tôi muốn tiễn Trần Ngọc Nhi lên đường. Ngọc Nhi à, chồng ơi, em không sao chứ? Dám đẩy tôi sao? Tôi sẽ xử hết mấy người. Tô Chiến, Tô Chiến à, Tô Chiến à, Tô Chiến, cậu cố chịu một chút, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức. Tô Chiến à, sao lại thay tôi đỡ nhát dao đó chứ? Không kịp rồi. Ngọc Nhi, thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô thì tôi đã bị cô thu hút rồi. Chỉ là chấp niệm của tôi quá sâu, làm tổn thương đến cô. Anh à, chúng ta cùng nhau lớn lên. Là tôi đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với anh rồi. Đều qua cả rồi, cậu đừng nói nữa. Tô Chiến, đừng nói nữa. Sau này hai người phải sống tốt nhé. Anh Tô Chiến à, em không cố ý đâu. Anh tin em đi, em chưa bao giờ có ý làm tổn thương anh cả. Tiểu Nguyệt. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Là tôi có lỗi với cô. Thực ra suốt thời gian qua tôi vẫn luôn lợi dụng cô. Anh Tô Chiến à, Tiểu Nguyệt biết. Nhưng mà Tiểu Nguyệt cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng mà. Cô bé ngốc à, anh Tô Chiến, nghe lời tôi, hãy quên tôi đi, tìm một người tốt. Em không muốn. Anh Tô Chiến à, ngoài anh ra em không cần ai hết. Em đưa anh đến bệnh viện có được không? Chúng ta đi bệnh viện đi. Sống cho tốt, sống cho tốt nhé. Nhớ nhé, anh Tô Chiến. Anh Tô Chiến à, làm sao bây giờ? Làm sao để cứu anh ấy bây giờ? Anh Tô Chiến à, làm sao đây? Phải làm sao đây? Cứu anh ấy đi. Anh Tô Chiến à, Tiểu Nguyệt nhớ anh quá. Nhưng trước đây em đã làm quá nhiều chuyện sai trái, nói cho cùng vẫn phải trả giá thôi.
Tô Chiến à, anh có thể yên tâm rồi. Chúng tôi hiện tại đang sống rất tốt. Đi thôi.